Tạm ngồi. Sau đây là những ý nguyện, ý lễ anh chị em đã xin để cầu nguyện. Xin được cảm tạ Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, xin Chúa ban ơn vững tin trong cuộc sống, xin cho gia đình bình an, thế giới được bình an. Xin Chúa ban cho người em được ơn hoán cải, xin Chúa ban cho chồng và các con ơn biết ăn năn tội, biết về cùng Chúa, sốt sắng kính mến Chúa. Xin ơn bán được đất để trả nợ, xin cho mọi người nhận ra dấu chỉ tình yêu của Chúa và biết tha thứ cho nhau. Xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm và cho đi làm xa bình an. Xin Chúa gìn giữ nâng đỡ cha mẹ trong tuổi già. Xin Chúa chữa cho mẹ bị té được đi đứng lại được. Xin Chúa ban cho gia đình và thế giới bình an. Xin cho thế giới và Việt Nam qua hết dịch được an toàn, mạnh khỏe. Xin Chúa cho được trả hết nợ. Xin ơn hoàn thành mục tiêu. Và xin cho mọi người có việc làm ổn định. Xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để hiểu và sống lời Chúa. Xin cho người đi sanh được mẹ tròn con vuông. Cầu nguyện cho anh bị té nằm bệnh viện Chợ Rẫy được bình an. Cầu nguyện cho dì Dượng hòa hợp với nhau. Và cho Dượng bỏ Chúa 12 năm được trở về với Chúa. Xin khám bệnh được có kết quả tốt. Cầu nguyện cho cố giám mục Mikae Nguyễn Khắc Ngữ, các cố linh mục bề trên Phaolô Lê Tấn Thành, Mikae Nguyễn Khắc Tuần, linh mục Giuse, linh mục Dominico và tu sĩ Phêrô, các linh hồn Maria nhân ngày giỗ, Andre, Anna, bảy linh hồn Maria khác, Phêrô Thoại mới qua đời, Gioan Bautista, Giuse, Anna, Teresa, các linh hồn cha mẹ ông bà nội ngoại hai bên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn đã qua đời trong đại dịch, các linh hồn của các tu sĩ, các linh mục. Anh chị em đứng, chúng ta bắt đầu thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hôm nay ngày 30 Tây, nghĩa là ngày cuối cùng của tháng các linh hồn. Chúng ta không dừng lại ở ngày cuối cùng rồi hết, nhưng đúng hơn, tháng các linh hồn có đi qua, nhưng mỗi người đều có những người thân của mình đã qua đời. Và biết bao nhiêu anh chị em đã từng sống trên cõi đời này ra đi, đang cần sự cầu nguyện, cần những hy sinh của chúng ta là những người còn sống nhường lại cho các ngài. Và vì thế trong đời của mình, từng ngày, từng phút, từng giờ một, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn
để vừa cho được, để các linh hồn vừa được hưởng nhờ lời cầu nguyện ấy. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện cũng là cách chúng ta ý thức mình, ý thức thân phận tội lỗi, ý thức con người yếu đuối, ý thức sự sống ngắn ngủi của mình. Đồng thời hôm nay cùng với Hội Thánh, chúng ta mừng lễ Thánh Andre Tông Đồ, là người anh em ruột của Thánh Phêrô Tông Đồ. Xin các Thánh, đặc biệt Thánh Andre, chuyển cầu cho anh chị em. Còn anh chị em để dâng thánh lễ cho sốt sắng và để lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ này cho các linh hồn đáng được Chúa chấp nhận. Anh chị em thành tâm ăn năn thống hối. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã dốt oan đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc mừng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngồi bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính Thánh Andre, người ngư phủ đã tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia và mau mắn giới thiệu cho em mình. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố niềm tin của chúng con, để chúng con cũng chia sẻ niềm tin của mình cho những người chúng con gặp gỡ. Chúng
con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Nhưng người ta kêu cầu thế nào được với đấng mà họ không tin, hoặc làm sao họ tin được đấng họ không nghe nói tới? Nhưng nghe thế nào được nếu không có người rao giảng? Mà rao giảng thế nào được nếu không được ai sai đi? Như có lời chép rằng: cao quý thay chân những người rao giảng sự bình an, rao giảng tin lành. Nhưng không phải mọi người đều suy phục tin mừng cả đâu. Vì Isaiah nói rằng: lạy Chúa, nào có ai tin lời chúng tôi rao giảng? Vậy lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Đức Kitô. Nhưng tôi xin hỏi, phải chăng họ đã không được nghe đến? Quả thật, tiếng của những vị đó đã vang dội ra khắp địa cầu, và lời của những đấng ấy được truyền đến tận cùng thế giới. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Tiếng chuông đã vang cùng trái đất. Tiếng chuông đã vang cùng trái đất. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Thánh công kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhân nhu cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia. Tiếng chuông đã vang cùng trái đất. Đây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra tâm cõi địa cầu. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất. Alleluia, Alleluia. Chúa phán: các ngươi hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những khu phù lưới người ta. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilea, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Andrê, em ông. Cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: các ngươi hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những người ngư phủ lái lưới người ta. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đổi, Người lại thấy hai anh em khác là Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và Gioan em ông, đang vá lưới trong thuyền với cha là Giê-bê-đê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Các thánh tông đồ được Chúa trực tiếp mời gọi bước theo Chúa. Ở trong đó, ngày hôm nay chúng ta thấy rõ trên chiếc thuyền mà các ngài đang đồng hành với cả biển cả, những thứ ngư cụ để đánh bắt cá, thì Chúa Giêsu đã gọi để các ngài trở thành những tông đồ theo Chúa, trở thành những tông đồ để Chúa huấn luyện, và sau này trở thành những người thay thế Chúa Giêsu rao giảng tin mừng, đúng hơn làm cho cơ đồ mà Chúa Giêsu đã lấy máu của mình đổ ra để thánh hóa muôn người. Cơ đồ ấy được trao cho các thánh tông đồ để các ngài phát triển rộng khắp, để ngày hôm nay hội thánh của chúng ta có mặt trên khắp hoàn cầu. Điều đặc biệt là chỉ một lời mời gọi thôi, hãy theo ta, mà các tông đồ đã không ngần ngại gì cả, bỏ mọi sự, bỏ thuyền chài, bỏ lưới, bỏ biển, bỏ cá, bỏ cả cha của mình trên thuyền để bước xuống để bước vào lòng đất theo Chúa, để trở thành những tông đồ của Chúa. Với lời Chúa hứa, ta biến các ngươi thành những người chài lưới người. Từ nay các ngươi trở thành chài lưới linh hồn người ta. Nhiều đó thôi mà các ngài đã bỏ tất cả mọi sự để một lòng quyết theo Chúa. Không chỉ theo như một người bạn đi với một người bạn, không, theo Chúa để cùng với Chúa xây dựng nước Chúa, cùng với Chúa mang lại lợi ích thiêng liêng là ơn cứu độ cho trần thế. Và theo Chúa không phải là nhận được bất cứ điều gì quý giá, cao sang, trọng hậu, mà theo Chúa để rồi ở cuối con đường chấp nhận cả những thương đau. Chúa Giêsu đã chấp nhận sự thương đau trước, rồi lần lượt các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng, các ngài đã trở thành những con người hy sinh một cách hết sức mạnh mẽ và mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình giữa những đau phủ, giữa những thập giá, giữa cảnh đổ máu, để cuối cùng các ngài đã trở thành những tông đồ là rường cột của hội thánh của chúng ta, để mang lại cho chúng ta một bằng chứng đức tin không dễ dàng, một bằng chứng đức tin phải trả bằng máu. Thứ nhất là của chính Chúa Giêsu, là đứng làm vua của các tông đồ, rồi đến chính các tông đồ là những môn đệ trực tiếp của người. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong hội thánh, nhìn mình nhận được những gì mà chúng ta đang có hôm nay, đó là thành quả của đức tin, đó là công nghiệp lớn lao, một gia sản quý báu của bao nhiêu đời cha ông chúng ta. Trong đó đi hàng đầu là các tông đồ đã để lại một cơ nghiệp, để lại cho chúng ta thừa hưởng hôm nay là một cơ nghiệp nhuộm đầy những máu, mạng sống của tất cả những con người tin tưởng vào Chúa Kitô. Cho nên một đức tin mà chúng ta có hôm nay không dễ dàng tí nào, không phải ngồi ngáp cái là chúng ta có được đức tin, mà chúng ta phải trả giá, phải mang lấy cái đức tin ấy, một đức tin có cả một truyền thống đổ máu, một đức tin đã nhuộm đầy dòng máu của bao nhiêu anh chị em của chúng ta bước theo Chúa Kitô, đứng đã đi trước, đã tiên phong trong việc đổ máu để gìn giữ và để có được gia sản đức tin ngày hôm nay cho mọi thế hệ đi sau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không phải là người giữ đạo dễ dàng mà nói là tôi có thể giữ đạo được đâu.
phải phấn đấu, phải cố gắng. Đúng hơn, giữ đạo là một chuyện, nhưng sống đạo lại là chuyện khác. Tôi gặp được một người, tôi hỏi anh có đạo không? Anh ta bảo rằng tôi có đạo, tôi thờ Chúa. Đó là một người có thể nói là trong đời họ mang danh Kitô hữu, có đạo, giữ đạo. Nhưng để xem họ có một đời sống tốt lành hay không thì mới là một bằng chứng sống đạo. Mà sống đạo còn bao gồm cả cái nghĩa chết vì đạo nữa. Khi tôi sống đạo có nghĩa là tôi chấp nhận tất cả mọi rủi ro trên con đường tôi đi. Khi tôi sống đạo là tôi chấp nhận mọi bất trắc. Khi tôi biết để cho đức tin làm chủ cuộc đời và không có gì lớn lao bằng đức tin, thì tôi sẽ chấp nhận tất cả mọi rủi ro, mọi thách thức ấy. Cho nên trong hai chữ sống đạo còn có cái nghĩa chết vì đạo. Nếu cần, trong con đường sống đạo ấy, tôi có thể chết vì Chúa tôi có thể chết vì danh của tin mừng, tôi có thể chết vì đức tin. Các thánh tông đồ là như thế. Bằng chứng của thánh Andre ngày hôm nay cũng vậy. Ngài đã ra đi rao giảng tin mừng và cuối cùng Ngài đã chấp nhận tử đạo, bởi để bảo toàn không phải mạng sống của mình mà bảo toàn chân lý mình rao giảng. Các ngài đã phải trả giá bằng giá máu, đã phải trả một giá rất đắt, đó là mạng sống của mình. Thưa anh chị em, một đức tin, tôi lặp lại, không dễ dàng, đã trao lại cho mỗi người chúng ta. Đó mới là một đức tin quý giá. Tôi có thể mua một trái khế, một trái chanh mấy đồng, nó bỏ ra một cái giá nào đó quá dễ dàng. Nhưng tôi phải trả bằng máu của tôi phải trả bằng một đời sống, để gọi là sống đạo một đời ấy. Không phải dễ dàng, thì đức tin đấy mới là đức tin quý giá. Thì kho tàng đức tin ấy mới thật là kho tàng đáng để tìm kiếm. Càng không dễ bao nhiêu thì ta càng phải cố mà tìm bấy nhiêu, càng phải cố mà lấy ra cho được, để mình trở thành những người đi sau các tông đồ, hậu duệ của các tông đồ, luôn luôn là những con người xứng danh là tông đồ của Chúa theo gương các thánh tông đồ, để làm chứng cho Chúa giữa đời bằng chính đời sống và nếu cần bằng chính cái chết của chúng ta. Một đời sống có Chúa Kitô, và nếu chúng ta có ra đi khỏi cuộc đời này, cái chết của chúng ta là cái chết đang có Chúa Kitô trong cuộc đời mình. Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc cùng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm của nhau và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để rượu này trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Lạy Chúa, anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha
để ta tôn tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương chấp nhận của lễ chúng con dâng trong ngày lễ kính thánh An Rê Tông Đồ và ban cho chúng con luôn đẹp lòng Chúa. Ước chi của lễ này cũng đem lại cho chúng con chính sự sống thần linh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa là Mục Tử hằng hữu, Chúa không bỏ rơi đoàn chiên Chúa, nhưng nhờ các thánh tông đồ, Chúa luôn che chở giữ gìn để đoàn chiên được hướng dẫn nhờ các vị lãnh đạo Chúa đã đặt làm mục tử nhân danh con Chúa coi sóc đoàn chiên. Vì thế cùng với thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thời sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh
và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các cố giám mục Mikae, Nguyễn Khắc Ngữ, các linh mục Paulo, Mikae, Giuse, Dominico, Phêrô, các linh hồn Maria, Andre, Anna, Phêrô, Gioan Bautista, Giuse, Anna, Teresa mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin oái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Để
lạy Chúa Thiên Chúa đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa đến xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Xin mẫu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đang ngự vào thật. Thì con xin ôm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Lạy Thiên Chúa bao ngôi toàn năng, chúng con đang hợp nhau cầu nguyện. Tha Thiên Đại xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cô đơn tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thao vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh.
xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ máu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hiệp thông với bí tích thánh thể, xin cho bí tích này tăng cường sức mạnh cho chúng con. Nhờ đó chúng con có thể noi gương thánh Anrê vác thập giá mình đi theo Đức Kitô và được vào thiên quốc hưởng vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Chúng con trong cõi gian thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đứng đỡ đồng chí nghiền vinh sang lang. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lời gian thanh trái tim Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lấy trái tim cực thanh cực tín rất thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Lời ông thánh Giuse là bạn thánh sanh Đức Bà Maria trọn đời đồng chí cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.